gối đi ạ. Gối nhé. Gối ạ. Đây là gối nóng. Gối nóng ạ. Vâng. Cùng bóng đá. Ai bơi bồi nóng hay bồi đá bồi nóng? Một ngày hè năm 2016, một nhóm bạn chúng tôi không hẹn mà gặp, cùng rủ nhau về thăm làng cổ Đường Lâm. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy theo chân chúng tôi. Đó cả các bạn ở đây là một nhóm gây rối. Các anh đến địa phương, các anh nhân danh gì đâu, thẻ khoa học của anh chị đâu. Các anh chị có phải là những cái người được chức trách đến đây để phán chúng tôi là không phải có đất hay vua không? Và mà các anh chị đến đây thì chúng ta, anh chị nói làm loạn ở đây à? Đi ra khỏi chỗ đây ngay. Thì lúc ấy thì cả hướng dẫn viên lẫn khách là phải chạy. Chúng ta còn nhớ câu chuyện ở Ai Cập là cái câu chuyện trước cái câu chuyện nội chiến xảy ra mà không còn một du khách quốc tế nào đến trong một vài năm trước đây, thì có cái câu chuyện là đã từng có một cái danh tiếng xấu của Ai Cập, đó là cái việc là hơi thô bạo với khách. Người dân ở đây đó họ hơi thô bạo với khách ở một số vùng, một số điểm du lịch. Thì có cái câu chuyện là khách đến đó và nói linh tinh về pharaoh của họ, và nói linh tinh về những kim tự tháp của họ, và họ nghe không chối, không chịu được, họ đuổi đánh. Và sau đó nó lên trên internet, nó lên trên mạng truyền thông, và dẫn đến một cái thương hiệu là du lịch Ai Cập là thô bạo, khách không đến nữa. Đấy, chúng tôi giải thích vì sao cái hành vi của hướng dẫn viên du lịch nó phải đến sau nhà khoa học. Chắc chắn nó không thể, các anh chị không thể đòi hỏi nhà du lịch phải cung cấp thông tin ngay và luôn theo kiểu là nhiều đa chiều cho khách được, khó lắm. Thực ra em thấy là tội nghiệp nhất là tội nghiệp thằng dân. Vì dân là cái ta rất là dễ, coi như là cứ rung động một cái là ta bảo là dân trí thấp, nhưng thực tế là coi như dân trí có thật là thấp hay không, em có điểm hay là em không cho là coi như dân là dễ bị đổ tội như thế. Còn bây giờ là chăm dâu đổ vào đầu tằm. Thực ra là chính vì vậy em mình chia sẻ với anh Lê Anh ở chỗ là em đồng ý là du lịch ở góc độ như anh là anh không có cái chức năng của cái việc là tranh luận sử học. Nhưng mà khi em nói cái ý thứ hai là em muốn mở rộng thì đó là có lẽ là việc đổ cho dân, nói một cách chung tất cả các ngành khác, bởi vì cái câu chuyện mà nói là dân trí thấp là câu chuyện rất là phổ biến, không chỉ riêng ngành du lịch mà rất nhiều ngành, mà lấy đó là lý do lấp liếm rất thường xuyên để việc là không cung cấp thông tin, chưa làm cái này chưa làm cái kia, không chỉ trong ngành du lịch đâu, rồi kể cả trong chính sách nhé, làm chính sách, làm luật bọn em cũng thế, đôi khi cứ lấy là dân trí chưa cao nên là chưa làm vội. Thì em rất là không đồng ý với quan điểm đó. Vì thứ nhất như sử nói, chắc gì chúng ta đã khôn hơn dân. Đừng nói dân tốt, một người nông dân làm ruộng 60 năm có khi kiến thức của cuộc sống của họ và cái kỹ năng sống của họ còn tốt hơn chúng ta nhiều. Đây điều thứ hai là nếu họ thất thật thì phải có để tạo cơ hội cho họ phát triển lên bằng cách là chúng ta tiếp cận hay là cung cấp thông tin theo những cái cách mà nó chừng mực và nó cân bằng. Đấy là rất là quan trọng. Tức là mình tiếp cận một cách lịch sự, tử tế, mình theo một cách là mình cổ suý cho những cái tranh luận nó mang tính bất bạo động, hoặc là mở những diễn đàn để mọi người có thể trao đổi với nhau, thay vì việc là chúng ta thúc đẩy những cái tư tưởng mang tính cực đoan ở một góc độ và lấy đó làm chân lý để phủ nhận những cái chuyện khác. Thì đấy, thì ý em là như vậy. Thì đây là mở rộng ra, nó không chỉ ngành du lịch, mà em cũng đồng ý là ngành du lịch thì nó cũng không có cái chức năng. Đúng là mình chấp nhận chuyện đó. Dân nói trao đổi cái này rất là thú vị, bởi vì là tự nhiên có cảm giác như là mỗi một ngành lại gói gọn cho mình một cái chức năng, và thực ra thì cái chức năng đấy từ đâu ra hay là có đúng không? Chẳng hạn ví dụ như là ngành giáo dục là phải thế này thế nọ thế kia đúng không? Thì mình hiểu như thế, nhưng mà xét cho cùng thì để làm, cứ cho là mình có một cái chức năng nào đấy đã định hay là đã đóng khung, thì để thực hiện một cái chức năng đã đóng khung như vậy một cách rất là tốt ấy, thì cũng phải đòi hỏi cái sự tiếp cận thông tin hay là kiến thức nó sâu sắc chứ đúng không? Thì đây là cái cách mà mình nghĩ. Chính vì thế nên là nhưng mà thực ra là rất là thú vị. Mình chỉ thấy rằng là ai là những người nên đi trước và sau đó là những ai. Thí dụ như là chúng ta thấy tiệm cận với cả sự thật theo cái góc nhìn tiến bộ thì tất cả các lực lượng xã hội sẽ cùng tham gia vào việc này, đúng không? Để cùng hỗ trợ, thì kể cả người trong vùng và trong người ngoài vùng, nhà khoa học, những cái người mà không làm khoa học. Nhưng mà đầu tiên phải là ai, sau đó đến là ai, rồi cuối cùng mới là ai. Thế chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta cứ ngồi xong rồi chúng ta cứ
châu vào một ngành, xong rồi là chúng ta mổ xẻ, thì kiểu gì chúng ta cũng thấy là cái ngành đấy chưa chủ động, đúng không? Ngành giáo dục như thế là chưa được. Xong rồi đến ngành giáo dục phải đổ lỗi cho ngành chưa được. Xong rồi đến ông lập chính sách, ông chính sách cũng không được. Chính thế tôi cũng nghĩ rằng là đôi khi ấy thì thực ra bây giờ ở Việt Nam nó đang có một cái xu hướng là người nào biết việc nấy mà cứ thu vén cho việc của mình thật tốt. Đấy cũng đã là một điều theo quan điểm của họ là tốt rồi. Thế là tốt rồi, không phá hoại nhau, không chồng chéo, không dẫm chân lên nhau là tốt rồi. Ông du lịch ông cứ làm thật tốt để ông chia sẻ lợi ích cho cộng đồng, cộng đồng ủng hộ ông khi ông đến đây, ông kết nối tour tuyến, đưa khách đến vui vẻ hòa nhã. Thông tin nào mà còn nhạy cảm mà tích không tích cực thì ông cứ ẩn đi, đừng có nói ra, mất lòng dân mà cũng không đẹp, không tốt cho ai cả. Khách không cần biết thêm một thông tin họ cũng không chết, bởi vì là thực chất là như thế. Khát khao của nhà khoa học là của nhà khoa học. Đây là câu chuyện ông du lịch cứ làm thật tốt việc của ông đi, ông lại còn muốn làm nhà khoa học. Đấy, thì đấy cho nên là có cái chỗ đấy để mà mình muốn nói thêm nữa. Ừ, nhưng mà nhân đây cũng phải nói luôn là không phải là nhà khoa học nào họ cũng làm khoa học tốt đâu, đúng không? Có người thật sự là như thế, cực đoan mà nhiều khi nó sẽ xảy ra. Cho những cái đang tranh cãi thì thực ra trong cái môn hướng dẫn viên du lịch ấy thì bọn mình hiện nay giáo khoa vẫn đề nghị là những cái gì đang tranh cãi hướng dẫn viên cố gắng hướng khách sang những cái gì nó thuộc về cảm thụ cá nhân. Thí dụ lúc đấy thì hướng khách sang câu việc là ăn hải sản đặc sản này có ngon không, thay vì là đúng không, lúc ấy là chè lam có ngon không, rồi là trải nghiệm xuống lội bùn và cấy lúa. Nó sẽ dung dị hơn. Nhân đây nói về trải nghiệm cá nhân cho mình xin hỏi bạn trẻ nhất ở đây, đúng rồi, 96 đúng không? Đúng rồi, chứ bạn không phải trẻ nhất ở đây, tức là một người du lịch rõ ràng là từ nơi khác đến, đúng không? Và lần đầu tiên đến đây thì tự nhiên lại gọi là gì, vô tình được tiếp xúc với những cái luồng kiến thức rất là khác nhau ấy. Cái cảm nhận của em như thế nào? Thực ra chị hỏi em cũng là hơi ấy, tại vì em rất là hứng thú với những cái luồng kiến thức trái chiều. Nhưng mà trước giờ em đi du lịch với nhà thì em thấy tức là du lịch với nhà thì đi với đoàn Việt Nam thì thấy đa phần những khách Việt Nam họ không có quan tâm lắm về thông tin hướng dẫn viên đó. Kinh nghiệm đi du lịch thì em cho thấy là thường người châu Á là thích chụp hình, check in. Có mấy lần em đi du lịch với nhà đó thì ví dụ hướng dẫn viên nói thì nói, mọi người cứ chụp hình. Hoặc là có em còn nhớ một lần đó em ở Pháp thì lúc đó đang ở trên tháp Eiffel là tầng 2 thì em thấy một cái đoàn Việt Nam vậy đó, cái anh hướng dẫn viên giải thích là tháp Eiffel mấy tầng, cái gì xây dựng năm nào, mọi người cứ ta đi ra chụp hình. Xong cũng một lần đó ở Pháp thì thấy có một cái đoàn Nhật thì họ chỉ ghé sang Paris có một ngày thôi, mà cái lần đó em đang ở bảo tàng Louvre thì em hỏi là ủa hôm nay đi cái gì, họ đưa cho mình xem cái list thì nó vô quá trời dài. Ví dụ đi bảo tàng Louvre không á thì là thường là phải đi cả ngày mới hết, rồi cho họ thì đi này đi cả chục điểm luôn. Cái họ ủa đi sao hết, cái nó đâu có đi gì đâu, chỉ có tới đó chụp cái hình trước cửa rồi qua chỗ khác chụp hình tiếp vậy đó. Đoàn Việt Nam hay đoàn Nhật? Đoàn người Nhật. Cũng thế. Thì em cả cảm giác là người châu Á thì họ thích đi chụp hình hơn là họ thích nghe cái thông tin đó. Thì em rất chia sẻ nghe hiểu đó, là cho dù mình có nói thông tin trái chiều hoặc là thông tin đúng chiều hay là cái gì đó thì họ cũng không quan tâm, mà có nói thông tin sai thì người ta cũng không nhớ. Thế nhưng mà như em chẳng hạn thì thôi, vì thay vì cảm nhận chè lam hay nước vối thì cái cảm nhận của em là như thế nào? Thì em nghĩ mấy cái cảm nhận cá nhân về chè lam nước vối gì đó thì không, nếu mà khách du lịch tới đó thì em thấy là cái đó vô hại hơn là hướng họ tới những cái thông tin mà nó mang tính khoa học hoặc là cần bằng chứng, tại vì nó sẽ gây ra tranh cãi. Trong khi nếu mà mình hướng về cá nhân thì không ai cãi hết. Tôi thấy dở, anh thấy ngon kệ thì sao. Thì em thấy cái đó là một cái cách xử lý. Đấy là một tư duy gì làm ăn rất tốt.